Vì sao đội tuyển Việt Nam xô xát với đội tuyển Thái Lan? Ở gần cuối hiệp 1, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã có va chạm. Nguồn cơn đến từ hành động không đẹp của cầu thủ bên phía Thái Lan. Văn Trường tiếp tục được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân đá chính cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng anh thường xuyên bị đội tuyển Thái Lan phạm lỗi. Ở cuối hiệp 1, Văn Trường nhận bóng ở gần biên trái. Cầu thủ Warachip bên phía Thái Lan vào bóng từ phía sau với Văn Trường. Không những vậy, cầu thủ Thái Lan tiếp tục có hành vi đá vào chân của Văn Trường khi cầu thủ Việt Nam đang mất kiểm soát bóng. Văn Trường bị đội bạn chơi tiểu xảo nên bực bội. Anh ngoài về phía cầu thủ Thái Lan với sự tức giận. Va chạm giữa hai đội bắt đầu nổ ra. Văn Trường và Warachip phải chịu thẻ vàng vì hành động của mình. Cầu thủ hai đội có xô xát trong khoảng chục giây. Trước đó, Tiến Linh giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Thái Lan có liên tiếp hai bàn thắng từ những pha bóng dài. Đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan vượt lên từ các pha phối hợp khá đơn giản.